Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan tới vụ người đàn ông bỏ lại ô tô và tử vong dưới dạ cầu đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành – Dầu Dây. Mới đây, lực lượng chức năng xác định bước đầu nguyên nhân do đuổi theo trộm nên dẫn đến té ngã tử vong. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc đáng tiếc, nhóm trộm này có chứng kiến nhưng đã nhanh chóng tẩu thoát. Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai hai kẻ trộm lẻn vào ô tô, khiến cho người đàn ông truy đuổi và té ngã vào khe giữa cầu trên đường cao tốc, rơi xuống dạ cầu tử vong. Bước đầu, hai kẻ trộm này đã thừa nhận lẻn vào trộm một số tài sản trên ô tô của ông CHV, 51 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức, sáng ngày 17 tháng 10, khi ông về dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh. Sau khi ông V truy đuổi và bị té vào khe giữa cầu trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh dầu dây rồi rơi xuống dạ cầu đường 963 ở phường Phú Hữu, nhóm trộm có nhìn thấy nhưng đã tẩu thoát. Ông V sau đó đã tử vong tại chỗ. Nhận định về vụ việc này, luật sư Đỗ Trúc Lâm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu nhóm trộm chứng kiến ông V té mà không cứu, dẫn đến ông V tử vong thì có dấu hiệu của tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Quy định tại Điều 132 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Luật sư Lâm cho biết, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó tử vong, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cũng theo luật sư Lâm, trường hợp kết quả điều tra xác định người không cứu giúp người bị nạn chính là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm thì sẽ bị định khung tăng đặng, với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trước đó, vào sáng ngày 17 tháng 10, ông V đã dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc thì có người lèn vào ô tô trộm tài sản. Lúc này, ông phát hiện vụ việc nên truy đuổi theo, nhưng do không thạo điều hình nên bị rơi vào khe giữa cầu vượt đường cao tốc xuống đường 963, phường Phú Hữu tử vong. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, người dân đi thăm vườn tại khu vực gần đường cao tốc thì phát hiện ông V đã tử vong với nhiều vết thương tại bãi đất trống dưới khe giữa của cầu vượt đường cao tốc nên trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, danh tính của nạn nhân được xác định là ông V, chủ vựa kinh doanh trái cây nổi tiếng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Bước đầu, nguyên nhân khiến cho ông V tử vong do đa chấn thương. Ngoài ra, công an còn phát hiện ô tô màu trắng không có tài xế đang đậu theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong là làn đường phía đối diện ô tô, cách nơi ông vây tử vong khoảng 100 m. Theo quan sát, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống đến đường 963, nơi người đàn ông tử vong là hơn 10 m. Trước vụ việc trên cũng từng xảy ra rất nhiều trường hợp chứng kiến nhưng không cứu giúp người bị nạn gây bức xúc dư luận, điển hình là vụ việc tài xế container vô tâm làm 4 người tử vong ở Tiền Giang. Cụ thể, ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm đối với bị cáo Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ ở xã Thạch Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, về tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 2, khởi điều khiển xe container biển số 50H05918 chở hàng từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, khởi phát hiện xe bị sự cố nên cho xe chạy chậm và dừng lại ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra. Cùng lúc xe khách 16 chỗ biển số 67F00106 chạy đến và chạm với xe container của tài xế khởi đang đậu cùng chiều phía trước. Chiếc xe khách nói trên do gia đình ông Lê Văn Nhanh, 77 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, thuê để đưa cháu gái về nhà chồng ở Đồng Nai. Trên xe thời điểm này có 12 người, trong đó 11 người khách và tài xế Nguyễn Hồng Hoàng, 51 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang. Vụ va chạm đã khiến cho tài xế Nguyễn Hồng Hoàng tử vong, kẹt trong cabin và nhiều khách hàng bị thương. Lo sợ trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông, Khởi đã lên xe tiếp tục chạy, rời khỏi hiện trường, không thông báo cho cơ quan chức năng. Không nhờ ai khác đến cứu giúp mặc dù bên trong có nhiều tiếng kêu cứu. Cùng lúc này, một số xe lưu thông trên tuyến đã dừng lại hỗ trợ, sau đó một số hành khách đã tự mở cửa thoát ra ngoài, trên người đầy thương tích. Trong đó, bốn người được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó do vết thương quá nặng, ông Lê Văn Nhanh cùng với hai người nữa đã tử vong. Thưa quý vị, mới đây vụ án cô gái bị sát hại dã man ở chợ đầu mối Thủ Đức khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Điều đáng nói là camera tại hiện trường còn ghi lại cảnh một người đàn ông chứng kiến vụ án mạng nhưng lại bỏ đi, không có động thái can ngăn hay hô hoán. Không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự thờ ơ của người này. Vậy người đàn ông này có bị liên đới trách nhiệm? Người đàn ông đứng nhìn rồi bỏ đi, có liên đới trách nhiệm. Ngày mùng 2 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai hung thủ điều tra làm rõ vụ việc. Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu cho thấy, hành vi của nghi phạm có tính chất côn đồ, có sự chuẩn bị, có dự mưu từ trước. Hung khí là dao nhọn có khả năng sát thương cao, nghi phạm tấn công nạn nhân rất quyết liệt, hậu quả nạn nhân đã tử vong. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố nghi phạm về tội giết người theo quy định tài khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Theo ông Cường, điều đáng chú ý trong vụ án này là có người đàn ông nhìn thấy sự việc nhưng lặng lẽ bỏ đi. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của người đàn ông này, làm rõ mối quan hệ giữa người đàn ông với nghi phạm gây án để xác định hành vi có đồng phạm hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với nghi phạm dung, là người cảnh giới hoặc là người trưởng nghi phạm đi thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra có thể xử lý người đàn ông này với vai trò đồng phạm. Còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy Người đàn ông không có mối quan hệ nào đối với nghi phạm, không có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì cũng làm rõ hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ông cường thông tin, nếu kết quả điều tra cho thấy người đàn ông biết rõ hành vi của nghi phạm là muốn sát hại nạn nhân, bản thân có thể cứu giúp bằng nhiều cách như hô hoán, kêu cứu, can ngăn nhưng không thực hiện hành vi thì cũng có thể xử lý hình sự người này về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo điều 132 Bộ luật hình sự. Vị chuyên gia nói thêm, cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là vấn đề đạo đức xã hội, là trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, mà còn là trách nhiệm pháp lý. Việc cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể cứu được mạng người, ngăn chặn được hành vi nguy hiểm cho xã hội. Pháp luật không bắt buộc công dân phải lao vào đối tượng đang có hung khí để cứu người, nhưng có rất nhiều cách để cứu người, như hô khoán để nhiều người cùng tham gia ứng cứu, khiến cho đối tượng đang có ý định sát hại người khác có thể từ bỏ hành vi. Ngoài ra trường hợp nạn nhân bị thương tích nhưng được mang đi cấp cứu kịp thời cũng có thể được cứu sống bảo toàn tính mạng. Vì vậy trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ người đàn ông này có nhìn thấy nghi phạm đang sử dụng hung khí hay không, sẽ làm rõ nhận thức của người đàn ông đối với tình huống nguy hiểm đó và làm rõ vì sao người đàn ông này không có biểu hiện gì can ngăn, hô hoán cứu giúp nạn nhân. Cứu giúp người khác trong lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là khía cạnh đạo đức xã hội mà còn được quy định trong luật là nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện. Liệu nhóm trộm chứng kiến người đàn ông truy đuổi dẫn đến tử vong dưới dạ đường cao tốc sẽ phải đối diện với hình phạt nào? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!